Xin tiếp tục chào đón các nhà, mình quay trở lại bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng có sưu tầm được rất là nhiều song phong đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh các nhà mình nha, để làm động lực làm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Và mã số 1 đầu tiên của ngày hôm nay thì bên em có sưu tầm được ba cái quyển kinh bằng đá. Đây ba quyển kinh, nó có ba loại màu đá như các nhà ha, đá trắng nha. Tất cả đều thông đèn rất là đẹp. Đây cả nhà mình xem nha. Em gọi đèn cho mình xem ha. Từng cái trang nha. Đó. Rất là đẹp nha. Và em có 3 quyển. Đây quyển màu đầu tiên là quyển màu trắng này cả nhà mình xem ha. Nó có hình vị Phật Quan Âm nha. Đó, đá trắng đây. Đây tượng hình Phật Quan Âm. Thì gọi đèn cho cả nhà mình xem luôn ha. Đây rất là đẹp. Đây là quyển đầu tiên ha, quyển bằng đá trắng. Đây. Rồi, thứ hai là đá đỏ. Mỗi một quyển bao gồm có 8 trang. 8 miếng đá ghép lại. Đây là tượng đây là quyển màu đỏ. Ở tất cả cũng được thông đèn rất là đẹp. Quyển kinh đá ha, quyển kinh đá cổ. Và quyển thứ ba có một cái màu xanh. Đây, bằng đá xanh. Đây cái nhà mình xem ha. Đây cái nhà mình xem nha. Đây là đá xanh nha. Thì mỗi một quyển bao gồm có 8 trang. Rất là đẹp. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Một quyển như thế này. Thì có giá giao lưu với cả nhà mình 1,5 triệu ha. 1,5 triệu cho một quyển. Và đây là bên em có 3 quyển. Thì cả nhà mình có thích sưu tầm quyển nào thì báo em quyển đó ha. Bao gồm 3 quyển nha. Trắng, xanh và đỏ, bao gồm 3 quyển. Thì 1,5 triệu một quyển. Thì mình có thích sẽ tầm mấy quyển thì báo em. Đây mã số 1 mà bên em giới thiệu cùng cái nhà mình ha. Rồi thứ hai, số 2. Mã số 2 của ngày hôm nay giới thiệu cả nhà mình một cái chuông Nepal. Đây là một cái chuông đồng Nepal. Chất liệu bằng chuông này thì chất liệu bằng đồng. Và đường kính là 17 khoảng 18 cm, chiều cao là khoảng là 9 cm. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 2 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Chuông này rất là vang nha, chuông Nepal. Đây là mặt trong đây, cái nào xem thấy nó 5 vị Phật ha. Đây, để đây. Rất là đẹp, rất là vang. Đó, cái nào xem ha. Quay phát ra tiếng kêu luôn nha. Rồi đây là mã số 2, mã số 2 trong video hôm nay. Đó, có 5 vị Phật nổi đây, rất là đẹp, để đây ha. Và cái này thì tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 1,4 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,6 triệu. 1,6 triệu cho mã số 2 trong video hôm nay. Và bên em giới thiệu cùng với nhà mình ha. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì em còn được một cặp bàn ủi. Rất là đẹp, cặp bàn ủi. Một cái chứ. Bên hôm nay em có hai mẫu. Đây mã số 3 ha. Mã số 3 là một cái bàn ủi con gà. Đây. Mã số 3 là đây là một cái bàn ủi con gà có tổng trọng lượng là khoảng 4,4 kg, chiều cao tổng thể là 21 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng là 23. Chất liệu bằng đồng. Đây các nhà mình xem nha. Đây là mã số 3. Ở trong này thì có là các nhà mình xem ha. 51882. Trong đây là còn đầy đủ các chỉ thang luôn nha. Đó. Đây là mã số 3 mà bên em giới thiệu cùng các nhà mình ha. 51882. Thì cái bàn ủi này có giá giao luôn cả nhà mình là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho một bàn ủi đồng 51882, nặng là khoảng 4,5 kg. Hai bên là có hình ảnh hai gà nổi. Đây là mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Số 4 thì em có một cái bàn ủi nữa nha. Một cái bàn ủi của Pháp. Bàn ủi này thì bàn ủi này năm 1990. Hai bên là có hai cái bộm sư tử. Đây cả nhà mình xem ha. Hai bên là có hai bộm sư tử nha. 1990 cả trên con gà cũng đóng luôn. Đây là mã số 4. Thì đây. Cái này thì có giá giao luôn cả nhà mình cũng là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho cái bàn ủi năm 1990 luôn. Hai bên là có hai hình ảnh sư tử nha. Rất là đẹp. Và chiều dài tổng thể là cũng có khoảng là 23. Chiều cao là có khoảng là 21. Chất liệu bằng đồng. Của ngày hôm nay thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm mình liên hệ đây mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là hôm nay em có về được một bộ cồng chiêng của người dân tộc Tây Nguyên. Một bộ này nó sẽ bao gồm có tổng cộng là 5 cái.
như thế này. Thì cái này mình xem từ nhỏ tới lớn ha, năm cái cồng chiêng của người dân tộc Tây Nguyên. Thì cái nhỏ nhất, nhỏ nhất là 21 cm, và cái lớn nhất là có khoảng là 29 cm. Đây là của người dân tộc ha, chất liệu bằng đồng xưa, rất là đẹp. Và một bộ như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.200.000 cho một bộ cồng chiêng của người dân tộc Tây Nguyên. Đây là mã số 5 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình. Đây là mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 hôm nay em còn được một cái gạt tàn. Đó. Một cái gạt tàn đồng của trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng. Cái gạt tàn này cho mã số 6 của ngày hôm nay tổng trọng lượng là 2.8 kg. Đường kính là có khoảng là 10-17 cm. Và chiều cao, chiều cao của cái gạt tàn là tầm có khoảng là 5 cm, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 2.8 kg. Và một cái gạt tàn như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó. Một cái gạt tàn như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.500.000 cho mã số 6 có trong video hôm nay. Đây, ở đế đây 21968. Rồi thứ hai mã số 7. Mã số 7 là một tác phẩm là gà. Gà, một con gà ha đang đứng đậu trên một cái con voi. Rất là đẹp. Tổng trọng lượng là khoảng 1.8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 21 cm. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 22. Chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này là 1.400.000 cho mã số 7. Rồi thứ hai mã số 8. Mã số 8 hôm ngày hôm nay là còn được một con rồng. Đó, đây là một con rồng chất liệu bằng đồng. Thì con rồng này mã số 8 tổng trọng lượng là khoảng 1.6 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 26 cm. Bề ngang là có khoảng là 17. Chất liệu bằng đồng. Và một con rồng như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình, một con rồng như thế này là 1.400.000 cho một con rồng chất liệu bằng đồng của ngày hôm nay. Thì mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ em ha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì hôm nay em còn được một bộ đó, Quan Công Quan Bình Châu Sương của ngày hôm nay. Một bộ ba tượng Quan Công Quan Bình Châu Sương. Đó. Quan Công Quan Bình Châu Sương ở mã số 9 có tổng trọng lượng là 3.3 kg. Và chiều cao của mỗi ông là tầm khoảng là 17, bên đây là 18 cm, còn quan công phía sau là 20. Chất liệu bằng đồng. Và một bộ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ Quan Công Quan Bình Châu Sương của ngày hôm nay 2.800.000. 2.800.000 cho một bộ. Thì mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp em ha. Đây là mã số 9 có trong video ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình là một cặp bình, một cặp bình đồng hoa cúc. Đây, rất là đẹp. Một cặp bình đồng hoa cúc ha. Có tổng trọng lượng là khoảng 2.2 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 23. Đường kính miệng là tầm 10 cm. Chất liệu bằng đồng. Và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cặp như thế này có tổng trọng lượng là 2.2 kg. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000 cho mã số 10 có trong video hôm nay. Tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là một tượng đấu chiến thắng Phật nha. Đây là một tượng đồng có tổng trọng lượng là khoảng 3.2 kg. Chiều cao của tượng là có khoảng là 33 cm. Bề ngang của tượng là có khoảng là 14. Bề ngang thân là có khoảng là 13. Chất liệu thì bằng đồng. Thì tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000. 2.200.000 cho một tượng như thế này. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em ha. Đó, rất là đẹp như cái nhà mình nha. Đây là mã số 11. Tiếp theo mã số 12. 12 là Tôn Ngộ Không của Chư Bát Giới nha. Một tác phẩm Lão Chư. Chất liệu bằng đồng. Đó, đây là một tượng Lão Chư ha. Chất liệu bằng đồng. Tượng Lão Chư thì có tổng trọng lượng là khoảng 3.2 kg. Chiều cao tổng thể của Lão Chư là có khoảng là 28. Bề ngang là tầm có khoảng là 17 cm. Chất liệu bằng đồng. Và Lão Chư của ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm Lão Chư ha. Tác phẩm Lão Chư thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.900.000 cho mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 thì giới thiệu với cả nhà mình
còn được một cặp tượng ha, ngọc hoàng dương mẫu chất liệu vân đồng của ngày hôm nay, thì tổng trọng lượng là khoảng 7,2 kg. Đây là mặt sau của tượng đây, đó rất là đẹp ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 27, bề ngang là tầm khoảng là 11, chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình hai tượng như thế này là 4,5 triệu, 4,5 triệu cho hai tượng ngọc hoàng dương mẫu của ngày hôm nay, đây là mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 của ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình còn được một con tê giác. Đây là mã số 14, là một con tê giác chất liệu vân đồng. Đó, rất là to ha. Đó, một con tê giác nha. Rất là to, chất liệu vân đồng ngày hôm nay. Tổng trọng lượng là khoảng 5,2 kg cho tê giác của ngày hôm nay. Đây. Rồi mặt sau ha. Mặt sau của tê giác đây. Và một con tê giác chất liệu vân đồng của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một con tê giác này là 3 triệu đồng. Chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 60 được nha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 23. Chất liệu vân đồng con tê giác rất là to. Đây là mã số 14 của ngày hôm nay. Rồi 15. 15 là một con sư tử đồng. Đó, 15 là con sư tử chất liệu vân đồng. Cái này cùng xem ha. Sư tử này tổng trọng lượng là khoảng 7,2 kg. 7,2 kg cho con sư tử ha. Ở đây rất là nét nha. 7,2 kg. Và chiều dài tổng thể của mã số 14 của ngày hôm nay là khoảng là 45 cm. Chiều cao tổng thể là có khoảng 20. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 3,5 triệu. 3,5 triệu cho một con sư tử đồng của ngày hôm nay. Đây là mã số 14 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 14 nha. Tiếp theo mã số 15. 15 của ngày hôm nay còn được một tượng đồng. Đây là mã số 15. Đó là hình ảnh cô gái ha. Cô gái nở ra từ búp sen nha. Đây là một tượng đồng rất là đẹp. Cô gái nở ra từ búp sen chất liệu vân đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 6,8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 45 cm. Bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 17, chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng cô gái nở ra từ búp hoa như thế này, đó là 2,6 triệu. Cho mình có nhu cầu ha. Đây là mã số 15. Mình có nhu cầu sưu tầm 13,000. Đây tượng châu Âu. Đây là mã số 15. Tiếp theo mã số 16. 16 thì bên em còn được một cái đỉnh nhất long. Đó, mã số 16 là một cái đỉnh nhất long. Đỉnh này thì có tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg. Đây các anh em xem ha. Đây là một cái đỉnh nhất long chất liệu vân đồng. Đây là mã số 16. Thì chiều cao tổng thể là có khoảng là 22. Bề ngang là 14. Có giá giao lưu cả nhà mình 1,6 triệu cho một cái đỉnh nhất long của ngày hôm nay. Chất liệu vận động nhất long ha. Đây rất là đẹp nha. Đây là mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 là một cụ long quy rất là to. Đó, 17 là một cụ long quy rất là to ha. Chất liệu vận động tổng lượng 3,2 kg. Và chiều dài tổng thể có khoảng là 21. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 15. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một chú long quy như thế này. Đây rất là to ha. 1,4 triệu nha. 1,4 triệu cho mã số 17 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 là một chú hổ ha. Đó, một chú hổ đồng. Hổ đồng rất là to nha. Con này rất là to. Để cả nhà mình xem ha. Để gọi kỹ cho mình xem ha. Chú hổ này tổng trọng lượng là 11 kg, 11,5 kg, chất liệu bằng đồng. Nguyên một chú rất là to. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 63. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 24 cm. Một con rất là to của ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem ha. Đây là mã số 18 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 18 ha. Và chú hổ này có giá giao lưu cả nhà mình là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng cho một chú hổ của ngày hôm nay. Đây là một những sản phẩm rất là lớn ha. Mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 18.
mã số 18 ha. Thì các mình có nhu cầu sưu tầm mình liên hệ em nha. Rồi, tiếp theo mã số 19. 19 trong video ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình hôm nay em còn được một cặp đèn dầu châu Âu cho mã số 19. Ở đây cả nhà mình xem ha, cặp đèn này rất là to nha. Đó, một cặp đèn dầu châu Âu có một cái màu xanh, đây là mã số 19 ha, màu xanh nước biển. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 75 và bề ngang tầm có khoảng là 16 cm. Chất liệu cái đế dưới là bằng đồng. Đó, tuốt dưới chân bằng đồng nha, bằng đá, bằng thủy tinh ha, bầu bằng thủy tinh, họng là bằng đồng nha. Rất là đẹp, một cặp rất là to, cái ngày hôm nay cao tới 70 mấy ha, và có giá giao lưu cả nhà mình là 8 triệu đồng cho một cặp như thế này. Cái này có nhu cầu sưu tầm thì báo em nha. Và mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay em có sưu tầm được hai cái quạt chất liệu bằng cánh đồng, khung đồng. Đặc biệt là hai cái quạt này là một cây á, là nó có một đầu, một cây thì có hai đầu. Đây, hiệu Mangeli nha cả nhà ha, hoạt động rất là tốt nha. Đây là cây một đầu đây đó, một đầu ha, một đầu thì nó đảo nha, còn hai đầu thì nó chỉ quạt song song nhau thôi đó. Cả nhà cùng xem nha, hai đầu thì bật lên, hai đầu quạt liên tục, còn một đầu thì cái nó sẽ quạt đảo nha, một đầu thì quạt đảo, còn hai đầu thì nó chỉ quạt song song thôi. Đây là mã số 20 của ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và cây một đầu thì chiều cao tổng thể là cũng 40 cm, cây hai đầu thì cũng bằng chiều cao bằng luôn nha. Và cây một đầu thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là cây một đầu như thế này là 3.200.000, và cây hai đầu độc lạ như thế này là 5.500.000. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Đây là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo bên đồ cổ Cần Thơ của em, với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.